quý vị đã nhiều ngày trôi qua nhưng nghi phạm trong vụ truy sát bốn người trong gia đình vợ ở Hòa Bình vẫn còn lẩn trốn. Từ những chi tiết của vụ việc được người thân kể lại, phiên đã cố truy sát gia đình dù các nạn nhân khóc lóc xin tha. Hiện nghi phạm vẫn chưa bị bắt, vì thế vấn đề đảm bảo an ninh cho các nạn nhân được thắt chặt song song cùng với việc truy tìm kẻ thủ ác. Với chị Bùi Thị Ngọc Ánh, dù chứng kiến chồng trăng hoa, ghẻ lạnh, mâu thuẫn hay cãi vã, cũng không đau đớn bằng lúc chứng kiến người từng đầu ấp tay gối, cầm hung khí, truy sát gia đình, khiến mẹ của chị ra đi mãi mãi. Sáng 30 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phong Phú huyện Tân Lạc cho biết, công an tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng các lực lượng liên quan vẫn đang khẩn trương truy bắt Bùi Văn Phiên, 38 tuổi, người địa phương, nghi phạm truy sát cả nhà bố mẹ vợ khiến bốn người thương vong trong lúc nghi phạm vẫn còn đang lẫn trốn, vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho các nạn nhân vẫn còn sống sót trong vụ án được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, hiện ông Bùi Văn Dãy, 70 tuổi, bố vợ Phiên, chị Bùi Thị Tư, chị vợ Phiên bị thương tích nặng vẫn đang được điều trị theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Riêng con trai của Phiên bị thương nhẹ ở chân đang được chăm sóc tại nhà cùng với mẹ là chị Bùi Thị Ngọc Ánh, Tại các địa điểm này, lực lượng công an luôn các cử lực lượng khoảng 5 tới 6 người túc trực cả ngày lẫn đêm. Điều đáng nói, vào tối 27 tháng 8, người dân xóm Trọng Phú xã Phong Phú, cách hiện trường vụ án khoảng 3 km, trình báo có một người giống phiên vào nhà dân xin thức ăn, sau đó thì rời đi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tìm tới nơi trình báo của nghi phạm xuất hiện nhưng bị mất dấu và không thu được kết quả. Được biết phiên có biệt tài đi rừng, sinh sống được ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt. Trước đó nói về nguồn cơm vụ án, chị Bùi Thị Ngọc Ánh vợ Phiên cho biết, chị và Phiên đã kết hôn được 16 năm, có với nhau hai người con. Sau khi ra ở riêng, vợ chồng Phiên được bố mẹ vợ cho đất để dựng nhà. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu xuất hiện rạn nứt khi chị Ánh phát hiện Phiên có mối quan hệ ngoài luồng. Cũng kể từ thời điểm đó, Phiên ít ngó ngàng tới vợ suốt ngày rượu chè say xỉn. Thời gian gần đây, giữa Phiên và bố mẹ vợ nảy sinh thêm mâu thuẫn liên quan tới vấn đề đất đai. Cụ thể vợ chồng ông dạy bố đẻ chị Ánh muốn chia một phần mảnh đất của gia đình cho người con gái cả. Đỉnh điểm của xung đột xảy ra vào chiều 25 tháng 8, khi ông dạy muốn làm lại phần cổng để nhà con gái cả đi lại thuận lợi hơn. Nhưng Phiên không đồng ý. Phiên chửi bố mẹ vợ bằng những lời lẽ xúc phạm. Sau đó Phiên chạy vào bếp lấy hung khí quay ra truy sát cả nhà bố mẹ vợ. 16 năm chung sống cùng với nhau, giờ đây nghĩa cạn tình tan. Phiên đã chính tay phá nát không những một mà đến hai gia đình. Nỗi đau vì chồng vũ phu tệ bạc không thể sánh nổi nỗi đau chính chồng mình ra tay sát hại mẹ đẻ, truy sát cả gia đình. Hiện nay, công an vẫn đang phối hợp với các lực lượng của địa phương tích cực truy tìm tung tích của nghi phạm. Người dân nếu phát hiện phiên, xin thông báo ngay cho công an tỉnh Hòa Bình qua điện thoại 098 108 1125 hoặc 091